Vâng, em xin kính chào tất cả các bác nhá. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 thôi nhá. Các bác nào có cần tư vấn gì, các bác gọi lên cơ sở 2 giúp em. Ok, ngày hôm nay em xin giới thiệu tất cả mọi người một bộ đồ chơi mà đã được các bác mong chờ rất là lâu rồi các bác nhá, rất là lâu. Và một thời gian em đã có quảng cáo rồi nhưng mà các bác mua nhưng mà hết hàng. Thì ngày hôm nay nó để về hàng rồi các bác nhá. Đây là một cặp phễu các bác nhá, một cặp phễu 10cm. Và đường kích thước của nó là 9,6cm. Nó tương đương với một cái loa chép tròn của như này, của các bác chép giấy này. Thì như các bác, rất nhiều bác sử dụng loa chép nó bị cháy hoặc tiếng nó không hay, không khỏe thì các bác ơi, nghe em đi ạ, mua một cặp phễu này vào. Mua cặp phễu này vào nhá. Mua cặp những cái cặp loa chép côn 250, côn 350. Đấy, tùy ý các bác có thích chơi chép vừa vừa. Em sáng thì có thể chơi chép 250. Thích mạnh hơn một chút thì chơi 350. Còn thích bạo lực hơn, thích khỏe hơn, bay hơn, đấy, những loa to hơn thì các bác có thể dùng cái chép kèn 450 thôi nhá. Loại nào cũng lắp được luôn thôi nhá. Cái phễu này có thể lắp được tất cả các dòng kèn như thế này. Và lưu ý cho các bác, đây là bên em chỉ bán họng thôi nhá. Và ngày hôm nay em sẽ gửi cho các bác một cái đường link của Shopee dành cho những bác nào mà lười gọi cho sếp, cho shop các bác nhá. Bởi vì gọi cho bên em thì rất nhiều lúc là bên em bán hàng bên em bận ấy. Thì là các bác cần những cái link nó nhanh hơn thì bên em có sẽ để cho các bác một cái đường link Shopee. Đấy, để các bác kích vào đó, chỉ cần bấm vào đó điền địa chỉ, số điện thoại và mua hàng thôi. Rất là tiện lợi cho các bác luôn. Đấy, các bác nhá. Và giá cả bên Shopee có cung cấp đầy đủ cho các bác ở bên Shopee luôn. Đấy, nhá. Rất là tiện các bác nhá. Rất là tiện cho các bác nào cần mua cái đồ phễu như này. Đồ phễu như này về có thể lắp được kèn 250 này. Đấy, 250 là cái kèn dòng kèn như này. Dòng kèn như này gọi là 250. Đấy. Đấy. 350 này. Đấy. Và 450. Có thể lắp được lớp hết cái dòng nhà này các bác nhá. Các bác thích chơi to mạnh khỏe như nào các bác tùy các bác cho chơi. Đó. Và em sẽ để đường link cho các bác ở phía dưới này, ở phần mô tả. Coi như là kích vào đó cứ thế các bác mua thôi. Rất đơn giản các bác nhá. Rất đơn giản. Đó, một cặp phễu như thế này thay thế cho những dòng loa chép. Các bác ơi, loa chép này công suất có thể nó không mạnh các bác nhá. Thay luôn cho em một cặp mạnh hơn. Hát bao cho các bác là to khỏe sáng sắc cho các bác luôn. À, các bác nhá. Vì là loa ở trong loa của mình nó có phân tần hết rồi các bác nhá. Nó lọc hết tất cả chép bát cho các bác đầy đủ rồi. Các bác chỉ cầm cắm vào đường chép, cắm mỗi bên chỉ cần chơi một con thôi. Các bác đã thấy sự hiệu quả hoàn toàn khác biệt rồi các bác nhá. Chứ chơi hai con thì nó mạnh quá các bác nhá. Chơi một con thôi. Và phương pháp lắp thì các bác nhìn đây. Lắp phía trước này không lắp được đúng không ạ? À, nó to hơn đúng không ạ? Cả to gấp rưỡi như này. Bên em tháo bát ra các bác nhá. Tháo bát ra và xoáy gen vào. Đấy, chỉ cần xoáy gen vào và bắt ốc thế là xong. Và bắt đường dây âm dương thế là xong các bác nhá. Cực kỳ tiện lợi cho các bác và không cần phải đi mua thiết bị lòng thòng gì cả, không phải câu dây đục lỗ hay là thêm cái này thêm cái kia vào gì cả, mà chỉ cần cái loa này thôi cho các bác đã thay đổi chất chép sáng mạnh khỏe, hát karaoke ngọt hơn, sáng hơn, nhẹ hơn và nghe nhạc lét lanh keng lách cách cho các bác cực kỳ là chất. Nghe Boreno thì miễn bàn giúp em này các bác nghe. Đấy, đường link em sẽ để phía dưới này các bác nhá. Kích vào đó cứ thế mà mua thôi các bác nhá. Đó, cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Đấy, một con chép các bác nghe nó phê như nào chưa? Đó, là to một chút này. Đấy, thôi nghe chưa? Đấy. Cực kỳ chất các bác nhá. Đấy, không tiếc gì một dòng kèn này nếu bác nào mà nó có phễu hoặc có củ chép rồi. Các bác nhá. Nếu đã có củ chép rồi, có chép 250, 350, 450 rồi thì các bác chỉ cần mua phễu là xong thôi. Và đường link này, lưu ý cho các bác là em chỉ bán phễu thôi các bác nhá. Đường link này em chỉ có bán phễu thôi. Đấy, còn các bác nào thích mua combo hay mua củ chép em sẽ bán ở bộ đường link sau để cho các bác nhìn nó dễ hơn. Coi nha, đây là tách bạch cho các bác mua chỉ phễu này thôi. Và nó dễ coi nha. Mua phễu. Đấy, có đường link ở Shopee cho các bác luôn. Đấy, các bác sẽ kích vào đó và mua hàng các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhá.